Hai Pencil Studio. Dễ thương hả? Cảm ơn em vàng nha. Ngon quá. Mọi người ơi, mọi người ơi, ăn trái cây đi nè. Wow. Trái cây ngon. Dú sẻ, dú sẻ. Chào mấy đứa, chị nè. Chị nào? Chị là chị họ của mấy đứa đó. Chị Cánh Sen nè. Hả? Cánh Sen. Chắc là chị này đi lạc á. Tội nghiệp quá à. Trời ơi, chị là chị Cánh Sen nè. Là chị họ của mấy đứa đó. Ủa, chị họ hả? Sao mình không nhớ gì hết vậy ta? Mấy đứa quên chị rồi hả? Trời ơi, hồi nhỏ chị còn bế Xanh nè. Xanh khóc hu 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 luôn. Xong rồi á, chị còn chơi với cả bé Bút Chì nữa. Bút Chì hồi xưa nhỏ hay khóc lắm mà bây giờ thông minh đẹp trai rồi nè. Ủa, hồi nhỏ em ở với ông nội mà. Vậy thôi chị ngồi xuống đây ăn trái cây với tụi em luôn đi. Chị muốn ngồi với Xanh nè. Ngồi. Ngồi đi Xanh. Chị lớn quá trời. Ăn đi mấy đứa, ăn đi tự nhiên. Chị ăn nha. Chị ăn nha. Thôi chị ăn đi. Ngon. Ngồi lên đây. Chị hết em. Ăn đi mấy đứa. Ăn đi. Tự nhiên. Ủa, nhưng mà chị đến đây có chuyện gì không? Chị tính ở lại đây vài hôm á. Hả? Vài hôm là bao lâu? Em của chị bị thất lạc á, khi đâu cũng ở trong khu phố này nè. Vậy chị đưa địa chỉ cho em đi, em sẽ dẫn chị đến đó. Địa chỉ hả? Dạ. Không có địa chỉ luôn. Hả? Ăn đi. Tươi lên, đừng có làm mặt buồn bí xị nữa. Ăn đi. Nhưng mà nhà tụi em không có đủ phòng. Yeah. Siêu nhân biến hình. Ủa Xanh. À? Cái này là phòng của Xanh hả? À, phòng Xanh. Rồi, Xanh đi ra đi, từ nay nó sẽ là phòng của Cánh Sen. Hả? Ủa? Xanh ngủ ở đâu? Xanh hả? Xanh đi qua ở chung với anh Đỏ đi. Thôi, Xanh không chịu ngủ với anh Đỏ nè. Không chịu ngủ với anh Đỏ nè. Có chuyện gì vậy? Alo, Thợ Sơn phải không? Xíu nữa qua nhà Bút sơn cho chị cái phòng. Chị muốn cái phòng này thành màu hồng Cánh Sen. Rồi, thôi. Mấy đứa đi ra ngoài đi cho chị nghỉ ngơi nữa. Chị mệt rồi. Đi. Sẵn lát có nấu cái gì á thì đem lên cho chị ăn luôn. Đi. Vậy thôi, em đi nấu cơm đây. Vậy thôi, em cũng đi dọn nhà đây. Còn Xanh ngủ đâu? Trời ơi, thì Xanh đi theo ngủ với Đỏ nè. Đợi một chút. Bừa bộn quá à. Giờ có ngủ không? Xanh ngủ đâu? Đây. Có giường đâu mà Xanh ngủ. Thì nằm đất đi. Đi ngủ thôi. Tuyệt vời. Về tới nhà là chăn ấm nệm em thật là tuyệt vời. Chúng ngủ Xanh nè. Vàng ơi, xíu nữa em có giặt đồ không? Dạ có. Nói nghe nè, xíu nữa em giặt đồ vậy thôi, giặt luôn giùm chị đi. Cảm ơn Vàng nhiều. Dạ. Vui quá. Trời ơi. Mở cái tivi nhỏ lại coi.
nhà có bốn đứa mà như cái chợ vậy đó. Dạ 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 dạ. Ờ, chị Khánh Sen ăn tối cùng tụi em luôn nha. À, ăn, chị ăn nha, chị ăn nha. Mấy cái đồ ăn này ngon ghê á, chứ quê chị cũng có mấy món này. Xanh no rồi, Xanh đi chơi nha. Ê, anh đi với. Thôi, anh cũng lên phòng làm thí nghiệm đây. Dạ. Vậy chị Cánh Sen phụ em rửa chén được không? Ừ, cũng được. Kiểu này phải rửa lại rồi. Rửa gì mà dơ quá à. Ây da. Ủa, Xanh vẫn thích chơi siêu nhân như hồi nhỏ hả? Hey, siêu nhân Xanh đây. Cái này là hạt giống mắc tiền, chứ lại em trồng rất là khó không? Trời ơi, thì chị có biết đâu. Có cái bông mà làm thế ghê. Chị Khánh Sen, bữa giờ chị có đi kiếm em gái của chị chưa? Có, mà kiếm đâu thấy đâu. Xanh đâu có thấy chị đi tìm đâu. Tự nhiên thèm bánh quá. Lấy bánh ra. À, bánh của anh để trong này đâu mất rồi. Xanh, có phải là em đã ăn bánh của anh rồi đúng không? Xanh đâu có lấy bánh của anh đỏ đâu. Trời ơi, có biết là đây là cái bánh anh thích nhất không? Mà nó còn mắc tiền nữa, anh đã để dành lâu lắm rồi đó. Chị á, chị ăn á. Chị á, chị ăn á. Tại chị thấy để lâu đâu ai ăn đâu nên chị ăn. Trời ơi, sao chị lại ăn bánh của em? Ủa, thì tại chị đâu có biết đâu. Dạ. Này chị ơi, sao sao không mau đi kiếm đi, ở nhà làm chi? Ở đây làm phiền tụi em, nhà chúng em không ở được đâu. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, mau kiếm đi qua nhà người thân. Chị ở đây anh Xanh phai ngu trên chiếc niệm ngoài kia. Ngắt hoa bút chị làm chi? Anh đó đang phai nhìn phần ăn. Và em vàng đang mệt mỏi, phụ giúp thêm cho chị ơi. Trời ơi, chị ơi, chị ơi, hay chóng mau qua nhà người thân. Chúng em chẳng chịu chị được đâu, nhà chúng em không ở được đâu. Làm ơn chị ơi, chị ơi, hãy cứ đi đi thật là xa. Trời trời ơi, chị ơi, chị ơi, hãy chóng mau qua nhà người thân. Chúng em chẳng chịu được đâu, nhà chúng em không ở được chị ơi. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, hãy cứ đi đi thật là xa. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, hãy cứ đi đi thật là xa. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, hãy cứ đi đi thật là xa. Hình như đây là nhà của chị Khánh Sen. Đúng như mô tả. Nhà của chị Khánh Sen bự quá à.
Ước gì mình được ở trong nhà của chị Khánh Sang luôn á. Là em cũ sen của chị nè chị ơi. Khá hùng rồi. Một rồi này đích thị là em của chị rồi. Chúng ta mau về nhà thôi chị ơi. Đúng rồi, mình về thôi. Chị em ta như hoa trên lá, như lá trên cành. Nhưng mà sao bao năm gặp lại nè, em nhìn em nè, mập quá đó nha. Chị cũng mập quá nè. Chị em mình mập như nhau. Ai đây? Tụi em ơi. Chị đã tìm được em gái của chị rồi đó. Wow, thiệt hả chị? Cảm ơn các em đã cho chị ở ké trong thời gian vừa qua nha. Bây giờ thì chị đi đây. Đi thôi. Xin chào tạm biệt. Bye bye. Đã 2 tuần trôi qua rồi đó, anh Đỏ chưa về nữa. Nè, bây giờ mình phải suy nghĩ ra cách gì để đưa chị Cánh Sen ra khỏi nhà mình. Đúng rồi đó các anh. Sen muốn ngủ phòng Sen. Sen không muốn ngủ với anh Đỏ nữa đâu. À, em đã có cách. Như vậy nha. Mọi người, chúng ta hành động thôi. Thôi bây giờ tụi mình đi kiếm anh Đỏ đi. Đúng là ở đây rồi mà. Sao không thấy anh Đỏ đâu hết vậy? Mọi người, lại đây. Hình như là anh Đỏ. Trời ơi, đúng là bánh ngày già ngon ơi là ngon. Ở đây thật là tuyệt vời. Nè, em mang rửa đi. Anh Đỏ. Anh về nhà với tụi em đi. Đúng rồi, anh Đỏ về nhà đi anh Đỏ. Anh nào, cái này là em của chị mà. Đúng rồi đó. Đi về. Cho tụi em đi mà. Đi về nhà đi anh Đỏ. Đi anh Đỏ. Em đi về nhà đi, anh không có về lại căn nhà nhỏ xíu nữa đâu. Tìm hoài tìm anh Đỏ ơi, đi đâu mãi không về vậy. Em đang đi kiếm anh đây. Anh Đỏ ơi, anh ở đâu? Anh Đỏ. Phải về nha, anh đang vui rất vui. Em đừng lo nha em. Về lại cùng tụi em đi, anh Đỏ ơi hãy mau đi. Ta đâu thể sống xa nhau, bọn em sẽ rất nhớ. Đúng rồi đó, đi về đi. Đi.
Trời ơi, cuối cùng cũng tới được cái nhà mới của mình luôn. Đi từ dưới quê lên đây từ tao nó mệt mà nó đuối như con cá đuối luôn. Mà không biết hàng xóm của mình sao ở dưới quê, hàng xóm mình dễ thương quá, mình lên đây mà hàng xóm không ai nói chuyện với mình chứ mình buồn chết. Mà thôi bây giờ mình phải vô mình sắp xếp lại nhà cửa mới mua là bề bộn lắm nè. Mình phải sắp xếp lại mới được. Đây. Vô nhà. Ôi. Đóng cửa. Trời ơi, ở trên này sao mà nhà cao cửa rộng, đóng kính cổng cao tường vậy trời. Không giống như ở dưới quê của mình. Ở dưới quê tao nói cửa mở mở vậy đó, ai muốn vô thì vô. Nên hàng xóm mới chuyển nhà lên đây mà không ai nói chuyện, buồn gần chết. Mà thấy là nhà này đâu, để coi thử có ai. Mà bây giờ mà mình không bắt chuyện thì nó không nói chuyện với mình. Bây giờ mình phải đi về nhà, mình nghĩ cách làm sao mà mình tạo ấn tượng với mấy cái đứa này mới được. Điểm danh thôi. Có tên. Có sàn. Có bút chì. Ủa danh anh đâu? Anh Đỏ ơi. Anh Đỏ ơi. Anh Đỏ. Anh là anh Đỏ phải tích cực tập thể dục lên chứ. Anh buồn ngủ quá. Trời ơi, ngủ cái gì anh. Thời gian nay tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe hả? Đúng rồi đó. Mình tập thôi. Một, hai, cao lên. Trời. Tay ngang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Chạy bộ đi. Chạy đi anh Đỏ. Anh Đỏ chạy đi. Mệt quá. Ôi trời, ai đó? Ôi, ai vậy? Không biết nữa. Thì em mới thấy có bóng dáng ai á. Nhưng mà chắc là người qua đường thôi, không sao đâu. Người qua đường gì mà mặc đồ thấy ghê vậy? Biết. Chắc người ta cũng đi tập thể dục. Thôi không sao đâu, thôi mình vô nhà đi. Đi vô nhà đi. Sợ quá. Ăn bánh he. Đọc sách he. Chơi xe đồ he. Chơi cây đồ he. Thì. Siêu nhân đồ he. Thì. Tại dễ thương quá. Ngắm cảnh đồ he. Ăn bánh đi. Đói bụng quá. Đúng rồi đó, ăn bánh đi. Mấy em ăn. Tập hơn. Dạ. Bây giờ mà mấy anh còn hỏi em chuyện gì nữa? Bây giờ bạn kể mà bạn còn thấy lo lắng nè. Các anh có để ý là dạo này có một bác hàng xóm của mình có những cư xử rất là kỳ lạ không? À. Kỳ lạ như thế nào vậy em Vàng? Bác nó sao sao á. Bác cứ chào mình bằng mấy câu he he. Hồi nãy á, em Vàng đang đứng ngoài nè. Bác, là bác nói hít thở he. Trời ơi. Trời ơi, em sợ hết hồn luôn. Em chạy vô nhà nè. Anh còn nhớ là đó, thấy ghê chưa? Còn chưa hết đâu, anh còn nhớ. Có hàng xóm mà không chơi nè, mà ăn coi tivi. Bây giờ hả? Bác cắt dây mạng luôn cho con qua con chơi với bác. Chứ con ở nhà con coi tivi miết. Nè nha. Đây. Em bé. Đúng rồi. Ôi lớn rồi kìa, lớn rồi. À. Sao vậy? Tại sao lại bị rớt wifi chứ? Không biết ai chơi như vậy nữa. Phải ra ngoài coi mới được. Ủa bác hàng xóm, sao bác cắt dây mạng nhà con?
thiệt là không hiểu nổi. Mà chưa hết đâu nha, bác ấy còn... Hít thở he. Mặc kệ luôn ha. Đi chợ rồi ha. Chưa hết, bác ấy còn đồ cũ rồi Thanh lấy đây. Tivi rồi cơm điện, máy in, loa thùng rồi mấy cái hộp rồi đồ cũ rồi Thanh lấy đây. Mua đi mọi người, giá rẻ bất ngờ luôn, nay bán sổ bán lỗ, mai đi Mỹ luôn, không ở đây nữa luôn. Mua đi chị ơi. Cái này để ăn chơi thôi, mấy cái này mới bán nè. Đúng rồi, cái loa này chị mua về chị hát karaoke ngon lành. Ô chị kia không mua, tắt vô không mua đi. Trời ơi. Ủa chú, chú làm gì trước nhà con vậy? Bán đồ. Ủa sao chú bán đồ trước nhà con? Thì bây giờ chỗ này trống rồi chú bán thôi, vì con mua không? Mua gì? Mua đi chú bán rẻ cho, chú bán rẻ thối luôn cho con mua luôn. Ủa chú có bán sách không? Sách á, sách để đọc. Chú biết đọc chữ đâu bán sách. Chú bán đồ này nè, đồ đồ cũ, đồ cũ, đồ tivi, đồ nồi cơm điện rồi nè. Mua đi. Mấy này nhà con có hết rồi. Vậy thôi chú không bán sách thì con đi đây. Nhưng mà chú nhớ dọn nha. Cái này ở trước nhà con á, chú không được bán trước nhà con đâu. Con đi đây. Sao mấy đứa ở đây nó khó vậy ta? Thiệt là bực mình. Chúng ta không thể để điều này tiếp tục. Đúng vậy, chúng ta phải bắt bác ấy giải thích rõ mới được. Biệt đội điều tra tiến hành xong. Tiến lên. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Từ sáng giờ đi mà cũng không tìm thấy manh mối nào. Thôi thì trước mắt mình cứ về nhà đi đã. Mình phải ăn cơm mình mới có sức để đi tìm tiếp chứ. Đúng rồi. Ông kìa. Bác đang đứng đây làm gì vậy? Bắt được quả tang nha. Mình phải bắt bác lại trước khi bác tẩu thoát. Đúng rồi. Bắt bác lại. Bây giờ bác ra đây rồi bác nói chuyện với tụi con nè. Chết rồi, bác bị rớt cái trái này rồi. Mà tại sao bác lại đứng trước nhà tụi con vậy? Đúng vậy. Mặc cái bộ đồ này nữa. Bác có ý đồ gì đây? Bác có ý đồ gì vậy? Bác mang trái cây qua cho tụi con mà. Không, con không tin. Hôm bữa hả, con thấy bác qua đây, bác vứt rác vô nhà con nè. Em đi chợ về tự nhiên mắc rình nữa đâu á. Bác đi chợ he. Thậm chí em đang hít thở nha. Em chỉ đang hít thở. Vậy mà bác cũng nói hít thở he. Đúng rồi. Con còn thấy bác á, bán đồ linh tinh trước nhà con nữa. Đó, bác nói đi, bác có ý đồ gì đây? Biết sao không? Tại vì bác mới chuyển tới nhà bên đây nè. Ở dưới quê lên Sài Gòn á, xong hả, không có ai nói chuyện với bác hết á. Hàng xóm không ai nói chuyện với nhau hết á. Cái bác thấy tụi con thì con nhảy tung tăng, bác thấy dễ thương. Là bác tính nói chuyện mà bác ngại. Xong rồi cái bác mới làm vậy á, để gây chú ý với tụi con hả, nhìn tụi con ghét bác luôn, sợ bác. Trời, tụi con sợ muốn chết luôn á. Bác đâu có ăn thịt tụi con đâu mà tụi con sợ bác. Sợ sao không sợ, ví dụ bác thích làm bạn á thì bác qua bác nói làm bạn với tôi đi. Là mà... tụi con làm bạn với bác thì con nói... là đúng bác... rồi. Đúng bác rồi. Bác đang làm chuyện phi pháp. Vậy thôi cho bác xin lỗi tụi con nha, tụi con đừng giận bác nha. Dạ, nếu con bác nói vậy thì con lên chui. Nhưng mà mấy mốt quá bác đừng có như vậy nữa, tụi con sợ thiệt á. Thôi bây giờ biết rồi, tụi con mời bác vô nhà chơi. Dạ. Nhà con á hả? Nhà con có nhiều đồ chơi đẹp lắm. Đặc biệt là nhà con có một bộ salon nè. Bộ salon ở giữa nhà hả gì? Dạ, đúng không? Nhưng nhà ở trong phòng còn có hả? Nhiều đồ ăn lắm. Cái đồ ăn chung với tủ lạnh bự hả? Cái đó bác biết. Nhà con còn có phòng của anh Bút Chì có nhiều sách. Cái phòng anh Bút Chì có sách với có cái bàn, cái giường, chỗ cái góc đó phải không? Nhà con còn có cái toilet mà đẹp đó. Cái toilet có cái tủ đẩy qua. Dạ đó. Rồi, bác biết hết. Bác biết hết luôn hả? Tại vì mấy bữa mà bác leo vô nhà con bé tham quan đó, vô chơi bác biết, bác chỉ cho mấy đứa. Có nhiều góc mấy đứa còn không biết bằng bác nữa. Ôi. Đi đi. Nhà mình mà. Ồ, nhà mình mà. Hả? Vô. Con nhỏ này. Vô.